Hello, cả nhà ăn trưa chưa nhỉ? Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi một cái brunch vô cùng cute hạt me. Tiệm này tên là Little Spoon và nó nằm trong khuôn viên của Central Park ấy. Tiệm này nằm ngay dưới chân nhà nhưng mà nghĩ là bụt chuột nhà thường không thiêng cho nên là hôm nay mình mới ghé nè. Điểm chung của mấy cái brunch này là mình thấy nhìn trên mạng là tiệm to đùng luôn nhưng đến nơi thì nó cũng chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi cả nhà. Dù nhỏ nhưng nó cũng đủ thoáng và đủ cute hạt me. Xét về tổng thể thì mình thấy tiệm này khá là ổn, rất hợp để chị em mình ngồi chill với nhau nè. Menu của tiệm cũng khá là phong phú cả nhà. Đồ uống thì khoảng 5 đến 8 đồng, còn đồ ăn thì khoảng từ 13 đến 18 đồng một phần. Mình gọi một ly matcha latte và một ly tropical twist. Xét về phần hình và số đo 3 vòng thì hai em này đều đạt yêu cầu rất là xinh xắn và dễ thương. Xét về phần sắc thì cái em màu vàng này không ngon lắm. Cơ nhưng mà cái ly matcha latte này thì cực kỳ ngon cả nhà. Nó có cái cánh hoa màu hồng này rất là thơm, bột cũng mịn luôn. Em này quá đạt yêu cầu. Phần này mình gọi có tên là tripcon croissant. Nó là bánh sừng bò ăn chung với cả gà rán carrot và bên trên thì có một cái poached egg. Họ có cho thêm 4 nửa cái cà chua bi. Croissant ở đây nướng giòn ngon cực luôn. Phần số 2 mà mình gọi nó là soft shell crab burger. Các bạn nhìn thấy nó hấp dẫn ghê không? Về phần hình ở đây thì đồ ăn là quá đạt yêu cầu để post trên Instagram sống ảo. Để ăn thử miếng càng cua lột tẩm bột chiên như nào. Ui ngon cả nhà. Thực ra là đang quay cho nên là thùng muỗng thùng nghĩa ăn cho nó điệu điệu vậy thôi. Mình thẩm phần thứ hai thì cũng thấy là ok, mặc dù là không được ngon bằng cái phần cua lột tẩm bột chiên burger kia. Và hai phần đều rất bự ạ. Poached egg ở đây họ làm cực kỳ đạt yêu cầu luôn. Đó, mọi người thấy không? Đây là nhìn sâu bên trong cái phần cua lột tẩm bột chiên nè. Menu còn rất là nhiều món nhưng mà mình đi có hai người nên là không dám gọi nhiều, sợ là ăn không hết. Các bạn đi đông thì có thể chụp những tấm hình chiêu chiêu như thế này nè. Tiệm còn có cái món dessert này nhưng hôm nay hết thì mình không thử được. Hôm nay mình đi hai người và tổng thiệt hại là 49.9. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị nha.